Thank you.
7.5 gỗ phi lao các bạn. Cây phi lao, cây này nó rất là cứng các bạn, giống như cây sâu chê ha. Rất cứng. Hôm nay test cái bật lửa đây các bạn. Rất là may mắn rồi. Rất là may mắn rồi. Cây phi lao ha, nó rất là cứng vậy các bạn. Rồi, cây phi lao nó là đạt 7.5 các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem những mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.